Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup ăn chia tổng giải thưởng là 100.000 tỷ top cần Faluki Mart các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản. Đầu tiên em thì các bạn ghi họ và tên của mình các bạn. Tùy ý. Là quan trọng. Dòng thứ hai thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm sao cho này iGroup nè. Sau khi join sở iGroup xong thì các bạn mở mail ra, có một cái email các bạn confirm mail nha các bạn. Rồi. Các bạn vào bấm confirm mail nè các bạn. Các bạn nhớ confirm mail đặng nó kích hoạt tài khoản các bạn. Rồi đây thì cái link giáp mình các bạn việc lấy link giáp mình chia sẻ trong bè và người thân để kiếm những tôi cần các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào cái Telegram group để nhận 2.000 tốc cần Faluki nè. Rồi các bạn bấm join vào các bạn. Rồi trên Telegram các bạn join vào nè. Rồi các bạn bắt up, các bạn vào ba cái bạn bên cùng nè. Ê, vào setting chứ. Các bạn copy username mình nè các bạn, cộng anh 5 số 2. Rồi các bạn điền vào đây nha các bạn. Cộng anh 5 số 2, kèo này kèo uy tín các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm. Rồi mình đã nhận được 200 token 2500 boy các bạn. Tiếp tục con follow và retweet tăng ba người bạn mình vào để mình lấy ba người bạn. Rồi các bạn vô đây các bạn follow nè. Rồi vô đây thì các bạn like nè các bạn. Các bạn chỉ dẫn cho tôi tweet nha bạn. Các bạn tăng ba người bạn của mình nè. Rồi các bạn tweet lên nè. Rồi các bạn nhấp vô đây một follow cái nữa các bạn. Rồi các bạn theo dõi các bạn đánh up lên. Rồi các bạn điền lại clean URL các bạn đã tweet nha bạn. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nè. Các bạn nhấp cho ba gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp cho ba gạch cùng nè. Các bạn sao chép liên kết nha bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Gửi vào link URL vô tweet. Rồi các bạn bấm vào confirm nha bạn. Ok, mình đã nhận được 4.500 boy rồi nè. Tiếp tục cũng follow tweet and tăng ba người bạn tiếp tục các bạn. Để mình lấy ba người bạn của mình nữa. Rồi vào đây để follow nữa nè. À các bạn copy hashtag này luôn nha các bạn. Rồi ở đây thì nó không kìm gom fit thì mình mở Twitter mình tiếp tục nha các bạn cũng lấy cái bài hồi nãy nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết lại nha các bạn. Rồi các bạn cũng gỡ clean the tweet vô đây nữa nè. Rồi bạn bấm gom fit tiếp tục luôn. Rồi tiếp tục follow Twitter nè. Thì mình follow rồi mình gỡ lại username Twitter mình nha các bạn. Rồi mình đã follow rồi. Rồi các bạn điền lại username mình ở cộng win v này nè h9. Rồi bạn bấm confirm nha bạn. Rồi tiếp tục follow Instagram nè. Điền lại username Telegram thì bạn nhấp vào đây follow nè. Trên Instagram đó thì bạn theo dõi nè. Rồi các bạn nhấp vào avatar mình nha các bạn. Các bạn copy username mình chỗ này nè. Thì mà cộng không ta. Rồi bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi mình dán username Telegram của mình vào đây nha bạn. Instagram mình nè. Cho dán ngăn ta. Rồi username Telegram còn thêm mà công đầu tiên luôn đi các bạn. Rồi bạn bấm vào confirm nha bạn. Rồi tiếp tục follow like Facebook nè. Trên Facebook thì bạn bấm thích nè các bạn. Sau khi đó các bạn bấm thích xong thì các bạn xuống đây các bạn thích một bài viết nữa đi. Rồi các bạn gạch dưới đây nè. Các bạn nhấp vào avatar của mình nè. Các bạn copy dòng thời gian username mình nha các bạn. Avatar. Rồi các bạn dán cái username của mình vào đây nha các bạn. Rồi mình bỏ cái dòng thời gian đi các bạn. Rồi các bạn thêm mà cộng mình lấy username mình nha các bạn. Rồi tiếp tục comment like và share Facebook nè. Chỗ này các bạn like nè.
các bạn chia sẻ công khai nha các bạn. Sờ các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn cũng điền lại username Facebook của mình nè. Rồi bạn bấm vào confirm nè. Như vậy là xong nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào một wallet giveaway nè. Các bạn điền địa chỉ Binbi Smart Chain Bet 20 trên dưới chút wallet của mình nha các bạn. Các bạn copy nè. Rồi bạn dán vào đây. Rồi bạn bấm vào confirm nè. Ok, vậy là xong các bạn. Thì sau này tôi cần nó sẽ phân phối cho tất cả các bạn sau các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.